Chào cả nhà, để mà chúng ta có thể đăng cái bài thông báo khai trương gian hàng của chúng ta trên Facebook á, thì đầu tiên các anh chị và các bạn chúng ta sẽ mở lại cái group mà bảo trợ đã hướng dẫn công việc cho chúng ta đó. Chúng ta sẽ kéo lại cái phần đường link, chính là cái phần này đây. Phần này chính là cái đường link bài đăng gian hàng trên Facebook. Bây giờ mình hướng dẫn bạn đăng gian hàng khai trương trên Facebook, bạn hãy bấm vào link dưới đây để lấy mẫu bài đăng khai trương giống như mẫu nhé. Đó thì chính là cái đường link này. Lúc này chúng ta sẽ bấm vào cái đường link ở đây thì nó sẽ mở ra cái bài viết. Đây chính là cái bài đăng thông báo khai trương bán, hay chúng ta bán sản phẩm của Reflame trên Facebook đó. Thì khi mà cái bài viết hiện ra như thế này rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào, chúng ta sẽ tải những cái hình ảnh trong cái bài này về trước. Thì chúng ta sẽ bấm vào những cái hình ảnh đó. Rồi cái hình ảnh đầu tiên nó hiện lên như thế này rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào dấu ba chấm ở góc trên bên tay phải màn hình và chúng ta chọn lưu vào điện thoại. Vậy là chúng ta đã lưu xong cái hình đầu tiên rồi đó. Thì tất cả những cái hình tiếp theo chúng ta cũng làm y chang tương tự. Như ví dụ đây là hình thứ hai thì Dư cũng sẽ bấm vào dấu ba chấm ở góc trên bên tay phải màn hình và bấm vào chữ lưu vào điện thoại. Rồi hình thứ ba Dư cũng làm y chang như vậy luôn. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào chúng ta tải hết các hình trong cái bài viết đó rồi thì thôi. Còn đây là Duy sẽ làm mẫu cho mọi người nên là Duy sẽ không tải hết nha. Sau khi chúng ta tải hết rồi thì chúng ta sẽ quay lại. Rồi tiếp theo việc của chúng ta đó sẽ là chúng ta sẽ copy cái bài viết này nè. Sau khi mà chúng ta tải hết hình ảnh rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ copy bài viết này. Để mà chúng ta có thể copy được bài viết này á, thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ thời gian của bài viết nè. Ở đây thời gian của nó là ngày 20 tháng 12 2018 nè. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái thời gian này. Lúc đó cái bài viết này nó sẽ hiện ra thêm một lần nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể copy được bài viết bằng cái cách là chúng ta bấm đè vào bài viết đó. Nó sẽ hiện ra dòng chữ là sao chép văn bản thì chúng ta bấm vào. Vậy xem như là chúng ta đã copy, chúng ta sao chép được cái bài viết đó rồi. Việc còn lại của chúng ta đó sẽ là chúng ta đăng cái bài viết này lên tường Facebook cá nhân của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đúng cái trang chủ Facebook của mình nha. Chúng ta sẽ mở lại cái Facebook của chúng ta nè. Đây rồi, khi mà chúng ta ra được cái trang chủ này rồi thì ở trên cùng nó có cái dòng đó là bạn đang nghĩ gì thì chúng ta sẽ bấm vào dòng này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm đè vào, nó sẽ hiện ra một cái chữ dán. Chúng ta bấm vào chữ dán đó thì những cái nội dung bài viết mà chúng ta vừa copy hồi nãy nó sẽ hiện hết ở đây. Rồi việc còn lại là chúng ta sẽ bấm vào thêm vào bài viết của bạn. Và chúng ta chọn phần hình ảnh, ảnh và video này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ chọn tất cả những cái hình ảnh mà lúc nãy chúng ta đã tải về điện thoại rồi đó. Sau khi mà chúng ta chọn xong hết hình ảnh đó rồi chúng ta sẽ bấm chữ xong. Thì những cái hình ảnh đó nó sẽ được đính kèm vào trong ngay bài viết của chúng ta. Rồi còn một điều lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta đăng bài viết đó là cái phần công khai ở đây, cái phần quyền riêng tư ở đây. Các anh chị và các bạn lưu ý giúp Duy ở cái quyền riêng tư này, chúng ta hãy chọn chế độ công khai nha. Có một số các anh chị không để ý thì chúng ta chọn ngay chế độ bạn bè đó. Thì nếu mà chúng ta chọn chế độ bạn bè thì chỉ có những bạn bè trên Facebook của chúng ta mới thấy bài viết mà thôi. Còn những cái người không phải bạn bè của chúng ta thì họ sẽ không thấy được. Thành ra là chúng ta sẽ để chế độ công khai để tất cả mọi người trên Facebook đều có thể thấy được bài viết của chúng ta nha. Sau khi chúng ta để đúng cái công khai rồi chúng ta bấm quay lại. Và việc cuối cùng của chúng ta đó chỉ là bấm vào nút chia sẻ góc trên bên tay phải màn hình này. Vậy là xong. Vậy là xem như là cái bài viết của chúng ta nó đã được đăng lên rồi đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn phần bản tin và tin của bạn, chúng ta chọn vào hai cái này luôn nha. Sau khi chọn hai cái này xong chúng ta sẽ bấm vào chia sẻ ngay nè. Đó thì bài viết của chúng ta lúc này nó đang được đăng lên đây, như mọi người thấy đây, nó đang được đăng lên. Và khi cái vòng này nó màu xanh hết là coi như bài viết của chúng ta đã đăng xong rồi. Rồi ok, chúc tất cả các anh chị và các bạn chúng ta thành công nha.